Hello cả nhà, hôm nay là mùng 4 Tết nha. Trời ơi, xuất sắc, đông quá trời đông luôn nè cả nhà ơi. Đại Nam mùng 4 Tết nha. Bữa giờ là mấy ngày kia em lo em bận đi chúc Tết em đi chơi không mọi người. Hôm nay mới đi Đại Nam nè, quá trời xuất sắc. Nay mùng 4 nha mọi người. Trời ơi, xe hơi quá trời đông luôn mọi người ơi. Mùng 4 Tết. Rất là niềm vui, rất là hân hoan nha mọi người. Với ngày Tết lúc nào là cũng đông, rất là vui. Và hôm nay tên đến tên rất là dễ thương. Đúng rồi, rất là dễ thương. Hai cái này em rất là giữ để làm kỷ niệm đó nha mọi người. Và sớm nhất là 30 tháng 4, trước 30 tháng 4 mấy bữa nha mọi người. Và trễ nhất là trước 22 tháng 9 mấy bữa nha mọi người. Đó là sẽ có tin vui nha. Vui, rất là mừng nha cả nhà yêu ơi. Vậy nha, ok. Em đang ngồi với mấy chị là cũng ủng hộ cô nè, nhưng mà chị ngại mấy chị không có quay. Vậy nha cả nhà, chào tạm biệt mọi người.